trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì toàn gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của
lúc sinh thời cho đến tuổi cao, cụ sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, cụ đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cụ luôn biết quan tâm đến mọi người, nên cụ cũng được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Trong gia đình, cụ là người cha, người ông mẫu mực, sống trọn đời với người vợ hiền, thủy chung, son sắt. Đối với con cháu xa gần, gái, trai, dâu, rể, bình đẳng, nên gia đình hòa thuận, nề nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nết na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc, có phần về sau. Được tin cụ 250 quy tổng tiên tổ, bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Trước lúc đi xa, cụ cho gọi cháu con và những người đã ngày đêm hết lòng chăm sóc cụ. Dù không nói được nên lời, nhưng trong mắt người đã nói lên tất cả. Cụ để lại muôn vàn tình yêu thương với cụ bà, người vợ hiền đảm đang trung hậu, đã cùng cụ đi suốt cuộc đời từ thuở hàn vi đến ngày non ấm. Cụ thương quý cháu con, gái trai, dâu rể, nội ngoại chan hòa. Cụ luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên cụ, được nhìn cụ hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong, cho con cháu cùng được soi chung, trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn.
Hồ ơi, người cha rất đỗi kính yêu của chúng con ơi, giờ đây có biết nỗi xót thương tràn ngập bên người, cảnh biệt ly lòng dại rối bời. Trời bỗng nổi phong ba bão táp, cụ đã yên vị trong cỗ quan tài trang trọng, chúc người yên giấc mộng. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng, màu vàng, người đeo tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm chồng. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu xa chưa kịp về chịu tang. Đúng là nghĩa tình đồng đội thiết tha, quê hương tình nghĩa đậm đà thủy chung. Trong họ
đảm bảo sự đoàn kết trong bộ tộc, làm cho mọi người kính nể rỡ trang để trước cái đời không biết nói gì hơn hết. Phúc độ của mọi người chỉ biết hứa chết nguyên hồ lâu. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Thank you.
Thank you.
cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện.
không còn nữa. Ngành giáo dục là công đoàn, ngành giáo dục công nhân, tập thể giáo viên trường trung học cơ sở Trường Tuần và hội sách. Công cha như núi Thái Sơn.
ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Hai câu lục bát này không biết từ bao giờ đã thấm sâu vào tâm tưởng của mỗi người chúng ta. Giản dị, chất phát như tuổi ấu thơ, gần gũi như chính hơi thở của mình, tha thiết như hồi chuông ngân giữa giờ tĩnh mịch, và rất thật như sự hiện hữu của đất trời. Người xưa đã thử khái quát công cha nghĩa mẹ bằng những ngôn từ mộc mạc nhưng đầy hình tượng lớn lao như thế đó. Hai câu thơ đã trở thành ca dao, là lời ru đồng đàn lưu truyền từ đời này sang thế hệ khác. Nhưng những người con của cha mẹ kính yêu vẫn cảm thấy nó chưa thật đầy đủ, vẫn muốn tô điểm cho càng thêm tuyệt đẹp chân dung của hai đấng đã tạo nên và nuôi dưỡng con cái bằng chính máu thịt công sức của mình, bằng vô vàn nỗi gian truân, hy sinh không bờ bến. Ngôn từ của lòng hiếu thảo, dù thô sơ hay hoa mỹ như thế nào đó, tự chung vẫn là những tình khúc chân thật nhất của nhân loại, bởi nó bắt nguồn từ đáy tâm hồn của chúng ta. Xin kính dâng lên bố mẹ minh chứng của lòng hiếu thảo đã xuất phát từ đáy tâm hồn của chúng con. Như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Thank you.
đau buồn khi nghe tin cụ lâm bệnh từ trần. Đây là một tổn thất lớn đối với gia đình cũng như bạn bè thân hữu của con cháu cụ. Thay mặt cho đoàn nhà máy xi măng Bàn Chánh, nơi con trai cụ là đồng chí Nguyễn Hữu Thanh hiện đang công tác, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia quyến để tưởng nhớ ơn hưởng tộc. Thank you.
thừa tiếc và những lời chia buồn sâu sắc nhất. Ông chưa cách nào bốn chốt ngàn có bao một chút, ai ngờ chân nặng sao trời biến biệt từ một chút mặt điện bắt đầu. Anh chủ tướng Thiết Nam Liên Minh và Thôi Điền cùng với gia đình phòng chống tội phạm về ma túy, công an tỉnh Hải Dương đưa tên của an toàn. Hôm nay được tôi thành cảnh rất phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh Hải Dương không ở đây là Thôi Điền cùng gia tăng lấy bao giờ trước là. Linh hồn của cụ Nguyễn Hữu Khiển xin một phút mặc niệm.
Thank you.
Thank you.
và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cây hôn con, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi. Cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con, và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mắt che đời con đây.
đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai lắng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai lắng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai lắng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng,
lai lang vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Uống nước nhớ nguồn vốn là truyền thống đẹp của người dân nước Việt. Đất có thổ công, sông có hà bá, còn cháu con có ông bà cha mẹ sinh thành ra mình. Sự tinh hoa của ông bà lại truyền sang cha mẹ, rồi đến lượt các con, và tiếp tới thế hệ cháu chắt. Cứ thế, và chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ làm lên tinh hoa của một dân tộc, của bao lớp người biết ghi ơn công đức thế hệ đi trước. Câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, được cất lên trong lời ru của bao người mẹ trẻ, bên vành nôi cánh võng của những ngôi sao tí hon thơm nồng hương sữa ngọt. Giờ đây ai cũng khắc cốt ghi tâm lời giáo huấn mộc mạc mà sâu nặng ân tình này. Vâng, chẳng còn ai biết được tác giả của lời hát ru ấy, nhưng ngữ nghĩa và âm điệu của nó cứ vọng mãi đến ngàn sau, thầm nghe trong gió sụt sùi, cơn mưa mách bảo ngậm ngùi vong linh. Con chim nói hộ trời xanh, hoa thơm nói hộ đất lành mênh mông, nỗi buồn trên áng mây bông, những điều dữ báo ngay cho mỗi người. Mảnh đời như ánh sao trời, để rồi thảng thốt đổi ngôi bất thường. Bao năm tháng sống yêu thương, khi về chín suối còn vương tất lòng. Thank you.
Lan, nghị quyết của ban chi ủy chi hội Lâm về việc thành lập ban tang lễ đồng chí Nguyễn Hữu Thiện. Ngày 23 tháng 9 năm 2000, ban chi ủy chi hội Lâm thôn Phú Xá họp ra nghị quyết về việc thành lập ban tang lễ đồng chí Nguyễn Hữu Thiện, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại chi hội Lâm thôn Phú Xá. Ban tang lễ đồng chí Nguyễn Hữu Thiện gồm các đồng chí có tên sau đây: 1. Đồng chí Bùi Xuân Trình, bí thư chi bộ, làm trưởng ban; 2. Đồng chí Nguyễn Bá Dây, chi ủy viên là phó ban; 3. Đồng chí Nguyễn Bá Vấn, chi ủy viên là ủy viên; 4. Đồng chí Trần Văn Quảng, đảng viên trưởng ban liên lạc thư ký xã Thượng Luận là ủy viên; 5. Đồng chí Nguyễn Bá Thiện, đảng viên trưởng ban mặt trận thôn Phú Xá là ủy viên năm 2000 thay mặt chi bộ bí thư Bùi Xuân Trình. Sau tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Bá Thiện, đại diện cho ban tang lễ nên thắp hương trước linh cứu của đồng chí Thiện. Các đồng chí đại diện cho đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Thượng Quận, kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn thể và các ban ngành trong và ngoài xã, kính thưa toàn thể các vị quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác nội ngoại gần xa, kính thưa toàn thể bà con nhân dân trong thôn ngoài xã, kính thưa gia đình hiếu chủ, đồng chí Nguyễn Hữu Dự là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên hội người cao tuổi thôn Phú Xá, qua thời gian lâm bệnh nặng đã được các thầy thuốc tận tình cứu chữa, quý cháu họ hàng nội ngoại hết lòng chăm sóc. Nhưng do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đến hôm qua khỏi, đồng chí đã tạ thế hồi 21:53 ngày 22 tháng 9 năm 2000, tức ngày 25 tháng 8 năm Canh Thìn, hưởng thọ 68 tuổi. Thay mặt cơ quan tang lễ, chúng tôi đến trước tiên là kính viếng chút linh hồn của đồng chí, sau là chia buồn cùng với gia đình, đồng thời tổ chức lễ an táng cho đồng chí được mộ yên mã đẹp, yên giấc ngàn thu, để tỏ lòng xuống thăm kết đứng các cơ quan đoàn thể họ hàng nội ngoại gần xa đều có vòng hoa lễ viếng đồng chí. Hiện diện công bí phân xưởng nhân hiệu, phân xưởng bê tông ly dâm, đoàn cán bộ ban chỉ huy quân sự huyện Kinh Môn, tổ 27 khu 4 phường Trân Vương thị xã Uông Bí, cán bộ phòng giáo dục công đoàn huyện Kinh Môn, đoàn cán bộ nhà máy xi măng Vạn Chánh, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm, phòng cảnh sát hình sự tỉnh Hải Dương, đảng ủy ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ban thông tin xã hội xã Đồng Quận, hội người cao tuổi xã Đồng Quận, tập thể giáo viên hội cha mẹ học sinh trường phổ thông cơ sở Đồng Quận, tập thể giáo viên trường tiểu học Đồng Quận, tập thể đảng viên các ban ngành mặt trận trong thôn Phú Xá, nếu viếng của nội tộc họ Nguyễn Hiếu, toàn thể các gia đình thân gia với đồng chí ở trong thôn ngoài xã đều có nơi viếng, nếu viếng của toàn thể các anh chị em cháu chắc bên nội bên ngoài, nếu viếng của các bạn bè thân bằng cố hữu với đồng chí Thiện, toàn thể các bạn bè hội đồng lứa, hội đồng liên, đồng môn với các con trai con gái con dâu con rể của đồng chí trong thôn ngoài xã đều có nơi viếng, toàn thể các cháu học sinh tiểu học trợ giận có nơi viếng, bạn bè với các cháu nội cháu ngoại của đồng chí đều có nơi viếng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Xuân Trình, trưởng ban tang lễ, lên đọc tiểu sử của đồng chí Nguyễn Đức Thiện. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô, dì, chú, bác, nội ngoại gần xa, thưa gia đình hữu chủ, đồng chí Nguyễn Hữu Thiện là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh năm 1933 tại thôn Vũ Xá, xã Thủ Quận, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trong một gia đình trung lưu sống dưới chế độ thực dân phong kiến, thấu hiểu nỗi khổ cực của người dân nô lệ nên đồng chí đã sớm tác ngộ cách mạng. Từ năm 1956, khi mới 23 tuổi, đồng chí đã tham gia phong trào cách mạng của địa phương, khôi phục và phát triển kinh tế sau cuộc triều kỳ kháng chiến của dân tộc. Tháng 10 năm 1956 đến tháng 12 năm 1957, đồng chí là cán bộ thống kê cho ban chỉ huy đội cải cách ruộng đất tại địa phương. Năm 1958, đồng chí là phó ban tuyên truyền xã và công tác tại văn phòng ủy ban hành chính xã Thượng Quận.
ngày 6 tháng 1 năm 1960, đồng chí được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1961 đến năm 1962, đồng chí tham gia vào Ban Chi ủy Chi bộ thị xã và là phó chủ nhiệm phụ trách tài vụ hợp tác xã nông nghiệp phụ xã. Tháng 11 năm 1963, đồng chí được huyện ủy Kinh Môn điều động về công tác tại phòng thương nghiệp huyện Kinh Môn, là cán bộ trạm vật tư sản xuất nông nghiệp huyện Kinh Môn. Tháng 4 năm 1964 đến năm 1971, đồng chí được huyện ủy điều động về công tác tại văn phòng huyện ủy huyện Kinh Môn. Từ năm 1972 đến năm 1975, đồng chí công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kinh Môn. Từ năm 1976 đến năm 1980, đồng chí là phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kinh Môn. Năm 1981, đồng chí được nhà nước cho nghỉ chế độ tại địa phương. Mặc dù đã nghỉ, nhưng đồng chí vẫn tham gia tích cực vào các hoạt động tại cơ sở. Do đó, năm 1990, được chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thôn Vũ Xá tín nhiệm bầu chi ủy và là bí thư chi bộ năm thôn Vũ Xá trong hai nhiệm kỳ 1990-1991. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phẩm chất cao quý của người đảng viên, luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành các nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó. Do đó, đồng chí đã được Ủy ban Hành chính huyện Kinh Môn và Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Dương tặng nhiều giấy khen của bằng khen. Các con trai, con dâu của đồng chí đều đang phục vụ công tác trong lực lượng vũ trang và cơ quan nhà nước. Hai con trai lớn của đồng chí hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương và Phòng Cảnh sát Hình sự Sở Công an Hải Dương. Con gái lớn và con rể của đồng chí hiện là cán bộ công nhân nhà máy điện Uông Bí, Quảng Ninh. Các cháu của đồng chí hiện đều là các học sinh chăm chỉ tích cực tại các nhà trường. Kính thưa các vị đại biểu quý khách, thưa toàn thể các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, trong cuộc sống, đồng chí Nguyễn Hữu Khiển luôn luôn gần gũi thân mật với đồng chí và nhân dân, được cán bộ đảng viên và nhân dân yêu mến kính trọng. Trong gia đình, đồng chí là người ông nhân từ đối với các cháu, người cha mẫu mực đối với các con, người có trách nhiệm cao đối với họ tộc và làng xóm. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn lao đối với gia đình, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, bạn bè, làng xóm và cháu con. Thay mặt chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thôn Vũ Xá, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí và chúc đồng chí nơi phương vàng ngàn thu thanh thản. Thay mặt ban tang lễ, xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu tân khách, các đồng chí và toàn thể nhân dân. Ông đến chính quyền. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác, anh chị em thân quý, thưa gia đình hiếu chủ, hồi người cao tuổi xúc động nhận được tin ông qua đời, ban chấp hành đã đến từ chiều qua đặt lễ viếng, viếng ông và chia buồn cùng tăng quyến. Giờ đây trong giây phút tổ chức lễ an táng ông, tôi phép tôi thay mặt ban chấp hành cùng toàn thể hội viên, hồi người cao tuổi trong xã xin chân thành gửi tới ông lời chào vĩnh biệt, gửi tới tăng quyến lời chia buồn sâu sắc nhất của hội. Kính thưa quý vị, ông nhà ra đi quá đột ngột, thật là sự đã để lại cho bao thương nhớ cho con cháu, anh chị em, hòa mạc dân làng. Hồi người cao tuổi chúng tôi vô cùng thương tiếc, thương nhớ ông, người hội viên đã bao năm gắn bó với hội, ngay từ những ngày đầu hội được thành lập là có tuyên hôn. Ông sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương như thế này, ở độ tuổi của ông đã từng trải, vì thế ông đã giáo dục cho con cháu lòng trung thủy sắt son. Nhớ lại cảnh xưa, ông động viên con lên đường đánh lý xây dựng quân đội lâu dài. Thưa quý vị, 68 năm ông ở với dân làng, bạn bè là bấy nhiêu năm gắn bó với các đoàn thể, kể cả ông đi thoát đi, những đức tính hiền hòa của ông đã in đậm trong tình quê hương. Ai cũng biết ông đã xây dựng nên một cơ ngơi, một gia đình hòa thuận. Vì thế ông được tập thể suy tên là ông bà mẫu mực, có con trung hiếu, có cháu thảo hiền. Xong do căn bệnh hiểm nghèo, ông đã được chị em con cháu đưa đi bệnh viện tuyến trên cấp cứu kịp thời. Xong do quy luật của thảo hóa
ông đã vĩnh biệt Trần Hai. Trong giờ phút nằm lễ an táng ông, ai nấy đều buồn rười thương nhớ. Trong giờ phút im lặng này, không biết nói gì, một lần nữa thay mặt cho các cụ trong xã xin kính cẩn nhân mình chào vĩnh biệt ông. Nhớ tuổi bình sinh người đảng viên cộng sản đã một lòng xây dựng quê hương. Khi về hưu, ông đã tỏa tường xây dựng hội cao niên, ông đã là tấm gương soi sáng. Giờ đây có vĩnh hằng ông đến tan nơi cảnh nhớ thương khôn xiết nào nguôi. Xin cảm ơn quý vị đã dẹp ra từng giới chủ đến đáp tường. Kính thưa ban tăng lễ, kính thưa các vị lãnh đạo địa phương, kính thưa cùng các cơ quan ban ngành toàn thể, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, họ hàng nội ngoại gần xa, kính thưa toàn thể nhân dân. Bố tôi sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình, tập thể, các thầy thuốc hết lòng chăm lo cứu chữa, xong vì tuổi cao sức yếu đã không qua được căn bệnh hiểm nghèo, đã từ trời hồi 21:53 ngày 25/8 năm Canh Thìn. Thay mặt cho gia đình, tôi xin cảm ơn các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã bớt chút thời gian dành cái thời gian vàng ngọc về đây thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình. Trong lúc tăng ra bối rối, có điều gì sơ xuất, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt cho gia đình, sau khi đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, được mồ yên mả đẹp, thay mặt cho gia đình xin kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân trở lại gia đình ăn sầu uống nước và thân vợ công thường với gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Trước giờ phút tiễn biệt, đã thực hiện một phút mặc đẹp bắt đầu. Thương nhớ cụ cỏ cây xào xạc, cá xôn sau mặt nước chiều tàn. Cụ ơi, ông ơi, người cha muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời, chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời cha bao phần vất vả, từ thuở hàn vi phải chất chiêu từng bát gạo củ khoai. Cha đã cùng mẹ tần tảo sớm khuya nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì cha đã vội theo hầu tiên tổ. Như mới sớm qua thôi, chén trà nóng con pha, cha chưa kịp uống, bỗng lặng đi trong hơi thở
cuối cùng. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng thông đêm. Ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Vâng, lời cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời cha dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện để trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản. Đến với lễ tang cụ hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở, đó thực sự là đoàn kết. Bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc, nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, cụ luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi cụ đi xa, tình làng nghĩa xóm với tang quyến như một nhà, thủy chung như nhất. Trong giờ phút tống chung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng cụ ơi, lung linh bóng nước im trời, im cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống khách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc hiếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng một vùng quê dạo dực con tim, rung động lòng người. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ, đối, trướng đang tung bay dợp cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng, nhấp nhô nắng vàng. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang, người đi thanh thản, suối vàng nâng du. Bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài buổi tiễn đưa cha về cõi hạ. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tỉnh liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa, và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã từng cùng chiến đấu công tác và chung đội ngũ với cụ, với con cháu của cụ.
Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cảm đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận. Linh cữu đi chậm chậm, mặt trời nắng chói chang, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu, hiêng vác nắng đội đầu, tình người làm dịu mát. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu khuya sớm, đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cơ.